Anh mình dư một con bom cân chưa ba là chết một thằng ấy. Trời ơi, ghê chưa? Có rất nhiều sự thay đổi ấy. Chẳng hạn con Nagatrot và tất cả những vị tướng nào mà sử dụng ma tính tốt như con Ruke, Kinrus, Nagatrot hay những vị tướng nào sử dụng phụ thuộc vào ma tính thì sẽ bị giảm sức mạnh rất là đáng kể. Bởi vì cái ma tính nó sẽ bị giảm 50% còn 20% nữa. Mudrash, không nói nhiều, game này quật Mudrash. Em biết kìa. Anh phải tin tưởng em chứ. Con mu của em bây giờ nó đặt cho một cái đẳng cấp khác đấy nha. Mu của Cương Lao ngày xưa nó không con ở đâu, muốn thấy cũng không thể thấy được. Bây giờ muốn gặp mu của Cương Lao ngày xưa nó hầu như nó không con ở đâu. Vừa chết anh rồi. Hay. Ơ à, oa không không thể nó nấp bụi kìa. Tôi nha, tôi nha. Đông được em á. Không. Lên 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 lên. Đây 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 đây. Từ 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 từ. Anh mới dư em một con bom cân chưa ba là chết một thằng ấy. Trời ơi, ghê chưa? Đấy, một con bom mới dư em cân mẹ ấy là cùng chết một thằng thôi. Bye luôn đấy các em.
Quái này, quái này. Ôi, đừng. Hết mía, má, mai. Để quái cho anh rồi. Ghê chưa, ghê chưa. Cường Lào khắc sứa quá. Bú rap bây giờ quật như con. Anh làm hết. Cường Lào ngày xưa làm gì kiểu gọi là Cường Lào ngày xưa chết rồi. Rồi ạ. Cường Lào cầm mũ ngày xưa chết rồi các bạn nhá. Rất tiếc là không thể nào chúng ta gặp được Cường Lào ngày xưa nữa. Mình thông các bạn thông cảm giúp Lào nhá. Không thể nào gặp được Cường Lào ngày xưa nữa. Cường Lào ngày hôm nay là cường cường mà thực sự để mà nói là ư ư ư ư ư ư thì ư thì là ư.